Ngồi đây. Mấy ngày nay là có nhìn anh 16 tám không? Rồi có hút không khí không? Có. Rồi có trường đá không? Rồi bây giờ tình trạng như sao nè? Bữa nay là sao rồi? Đỡ đỡ vậy? Khỏe hơn. Và chị này bây giờ mặt bớt sưng nữa mọi người thấy không? Hồi ban đầu chị đến đây là mặt sưng sưng nhiều. To nhiều bây giờ dạ, mất mấy kg này. Cũng không có cân mà thấy người nó nhẹ. Người nó nhẹ. Bây giờ mềm, thả lỏng ra. Thả lỏng ra. Lỏng. Rồi lấy ra. Ngon rồi. Sao? Nghe sướng không? Rồi nghe sao rồi? Nghe dễ chịu ha. Rồi về quay lưng qua đây. Đó, đúng rồi. Bỏ chân này ra. Thả người ra, thả mềm ra. Trời ơi, ngon. Đo dùng cái bụng tôi bao nhiêu để mà tôi thứ năm tuần sau á mà không có nhịn ăn thì cái dùng bụng không xuống. Mà hỏi ra có bỏ thuốc uống không, có uống thuốc cho đau má đỡ đi đứng lên đâu không không rồi đo luôn đi, đo bà đi bà không rồi. Không đó đo dùng lấy cái rúng mình chuẩn nha, chiều ăn cơm rồi có uống đi ăn tiểu đường á. À, được cái đó không sao, uống thuốc là như tôi được bắt buộc phải uống nha. Yeah. Nhưng mà riêng cái thuốc giảm đau nữa là không được uống nha. Gọi là thuốc người ta cho thuốc tẩy thuốc đồ là không uống. 99 99 cháu mượn cái số 99 ở đây cả. Rồi ghi vô 99 99 vào đây luôn. Làm sao là thứ năm tuần sau là đây cái dòng bụng nhỏ hơn ha, rồi mặt không có sưng nữa, thấy không? Người nó gọn gàng lại rồi đi đứng ngon lành ha. Rồi ngồi dậy đi. 99 luôn. Rồi ngồi tỉnh táo lại. Rồi có đau không? Rồi bây giờ đi được rồi đó, đi ngon lành nữa. Rồi đi đi, phan từ từ đứng dậy, từ xuống đi, xuống từ à, để cho tỉnh táo được mày. Còn đau kinh không? Rồi đi đi. Đó thấy nhẹ không? Rồi đi tới đi, đi tới đi, quay ngược lên, đi mạnh nhanh lên, đi nhanh lên đó, ngon lành chưa? Rồi thấy nhẹ nhàng rồi ha, chạy đi, được rồi, lúc giúp đi, rồi được rồi, thôi. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em? Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0326 811258. Để có trong tay đá trường gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam. Điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.